là một trong những việc gọi là dễ đáng ý nhất á. Các bạn có thể châm kim rồi các bạn mới cứu, hoặc các bạn cứu không cũng được. Nó có rất nhiều hình thức cứu, cứu bằng điếu ngải, hoặc là người ta rải đắp một lớp gừng, đúng không? Người ta rải, người ta y như là miếng núi á, người ta cứu, hoặc tỏi cũng được, hoặc là người ta thấy một cái kim rồi người ta gắn cái ngải ở cái nụ ngải ở trên đó. Nhưng mà cái nụ đó là người ta có miếng trắng của Nhật á, người ta làm cái đó rất là nhiều cái ấy ha, chứ không phải là mà em gắn nguyên cái em bẻ cái cục mà em gắn lên là nó rớt cái tàn nữa mà phải nha mấy em. Thấy đây mấy em phải qua gia nhanh nha thì mới tính là thi sáu nha, chứ còn còn chăm rút lên giả chết luôn á. Nha, cái này mấy bạn nó dễ đắc ý lắm, cái bạn này là đắc ý liền luôn nè, nhảy nhạy cảm. Ví dụ cô cứu cứu tả nãy gì đây, hai ngón tay để làm gì đây, không ghét nó nhéo lại nè, cảm nhận nhiệt độ nha. Cô xí xóa hàng đầu. Đây này như không đúng rồi nè. Không đúng rồi nè. Đây mới đúng nè ông ơi. Được chưa? Rồi. Đây là ghế gì? Nè cố. Làm gì vậy vậy? Cái đó là do em ăn ở không biết. Cô không có làm gì em á. Được không? Là bệnh nhân chỉ hơi mang mát nóng thôi. Tìm được chưa? Rồi rút nó ra đi. Cây huyện bình huyện kim đâu? Quên lấy trời. Có một cái bình nước không? Cái bình nước nhựa á, lấy ra. Thổi. Trừ khi nó chảy máu cho nó hơi, chứ còn ấy thì mấy em cứ ấy đắp cái gòn khô nha, chứ không có gòn cồn nha. Không có nắp thì cũng như không nha. Rồi vô đây. Một cái huyệt nữa mấy em lưu ý, bách hội là những huyệt vùng đầu, là cứu tí nữa thêm phức cũng vô. Nói ra nói tới đầu nhìn nó khéo đầu tự nhiên thấy hối hối nhìn cho mắt ai em với ai trời, em không có tóc mà. Cái này là bách hội đúng không? Cô ngồi xa, cô đứng từ xa không cơ sao đâu. Để nó ngồi thoải mái đi. Các bạn nhớ nè, cái
ú là phải giặt ra cho một tí nó thơm là nó kịp được chưa? Tự nó khác. Một là thì cái này mấy bạn cái góc một bạn nhỏ thôi được nha. Thì mấy bạn cú, một bạn khác cú ấy kế bên cái tim. Mà tính ra tóc dài dễ cú tóc hơn. Tóc dài dịnh hơn tóc của bạn nhớ. Thôi đừng nói nữa, tí nó cháy nguyên cái đầu nó luôn á. Nghĩ hơi nữa. Thôi như nghĩ nha. Thôi nhiều nó mặc định nghe mà cũng bổ luôn. Căng thẳng không em? Có gì đâu, nó cháy tóc thôi à. Chứ còn mày còn không làm cái gì đâu, phỏng thì không phỏng được. Dù vậy gì mà nó có rớt. Cái này gõ nha. Nó có ai mà gõ. Được chưa? Các bạn nhớ nha. Rồi đây. Rồi, cái huyệt mà hay dùng cú nhất là cái huyệt mà mau rút ra. Cái đầu mới có gòn. Nhưng mà Giải. Tại cái đầu nó rất là dễ ra máu. Chỗ này nhiều máu. Đừng có đè mạnh quá nó bị tàn. Đúng là chỗ này nhiều máu. Rồi, nhiều máu rồi, đẹp cổ quá. Chỗ này nhiều máu nè. Cho nó ngồi, ngồi đi lên đi ngồi. Ngồi, ngồi xẹt cái bàn chân không lẽ cô nhịn đi một chồng. Rồi, lên. Rồi, đúng rồi. Dũng Tuyền là cái việc mà khó mà hay bị may được cú lắm nha. Bị sợ. Bây giờ sao? Đứng nào cũng được, đứng nào cũng trăm được, ngồi được. Mét nó phóng lưới mà. Phóng xỉu luôn, trời ơi, sợ vô cú. Cái này đúng là cú cú. Từ từ mà cái này thông thường là mấy bạn nên làm là dùng cái ngón tay ấn trước, nó sẽ phân tán cái cảm giác được ha. Thì nó lâu, và cái này phải dùng kỹ năng bóng nhanh, tốt nhất là mấy bạn dùng cái súng bắn á, bắn kim á. Bây giờ hiện đại lắm, các bạn không giỏi châm cứu, các bạn vẫn có thể châm cứu, các bạn giỏi việc cái ấy là được rồi. Thì các bạn bắn nhanh là nó sẽ vô thôi. Không có đau mấy được ha. Rồi các bạn cứu đi, nó đi nè, quá trời nó đi rồi. Làm gì mà rung ngang chân gà với bà? Sao em phỏng? Phỏng thì nó có tay nè. Nó giả một cái. Có gì đâu mà khó. Nên mấy bạn học, kết hợp luôn. Học chăm. Xong cú mà tôi đi học điện là mấy đứa học chưa tới rồi đó. Hôm bữa cái nhóm trước là mấy học điện là hơi bị thiếu. Mà giờ nó mang máy xuống thì thua. Chạy lên mang máy đi. Đó đi. Mang hai ba cái gì đó cũng được.